Hello các bác nhá. Em điện máy Hoàng Lăng xin kính chào các bác. Địa chỉ cửa hàng của em tại Yên Đồng, Yên Nam Định. Đấy ạ. Số điện thoại là 0378 594 256 và một số thứ hai của vợ em là 032 872 4027. Các bác có thể tìm trên Zalo, Facebook hoặc YouTube. Các bác chỉ cần gõ số điện thoại một trong hai số ấy thôi, nó sẽ đều ra các cái kênh bán hàng của bên gia đình nhà em. Ở trong căn phòng này thì nó chỉ có là chủ yếu là máy cạo râu. Đấy, với lại máy massage mắt. Nhà em thì chuyên về đồ gia dụng Nhật nội địa. Ví dụ như là bệt vệ sinh. Hiện tại bây giờ nhé, là còn bệt vệ sinh này, hút bụi này, hút ẩm lọc khí, bếp ga, nồi áp suất, bàn là, rồi chân chân kẹp điện thoại ấy. Đây này, mấy cái chân máy quay như này này. Đó, các bác này kẹp điện thoại lên. Rồi máy làm bánh mì. Đấy, một vài thứ như nồi cơm, bếp từ thì nhà em hết rồi. Em sẽ giới thiệu qua cho các bác một chút về các cái dòng máy cạo râu. Nhà em thì chuyên bán về máy của Panasonic. Đây có hai con máy này em đang cho nó test rửa vệ sinh, nó chạy ra vệ sinh hơi ồn một chút, chạy sắp xong rồi. Đó. Cạo râu nhà em thì chuyên về cái dòng Panasonic. Cái dòng Bajun thì nó cũng có nhưng mà thi thoảng nó mới về lẫn của ít Bajun thôi, còn đa phần là Pana. Nhà em thì chuyên dòng Panasonic đời cao, hàng made in Japan. Những cái dòng rẻ tiền thì nó sẽ là made in China. Đây ạ, các bác, đây mình thử các bác nhé. Đây, đây là những cái dòng rẻ tiền của made in China. Thì nó cũng là hàng nội địa Nhật Bản thôi. Nhưng mà cái made in China, Japan thì theo em thì các bác cũng không nên quan trọng cái vấn đề đấy. Đó. Made in ở đâu cũng được, miễn sao nó là cái hàng xịn là được. Miễn là hàng Nhật nội địa là được thôi nhá. Tại vì có những cái dòng rẻ tiền ấy. Như cái dòng dưới 2 triệu thì em thấy đa phần nó sẽ là made in China. Còn cái dòng cao cấp của nó toàn từ 3 triệu rưỡi 4 triệu trở lên. Cho những cái cả mười mấy triệu thì đa phần là made in Japan. Có cả những cái đời sâu nhé, nhưng nó vẫn là made in Japan. Nhưng bây giờ cũng cả những cái đời 20, 21 thì nó là made in China. Tuy nhiên thì các bác làm sao tránh mua phải những cái mặt hàng nó giống như kiểu nó là nó bán, tức là người Việt Nam người ta đặt hàng những cái hàng kém chất lượng, người ta bán giá thành nó rẻ thì các bác nên tránh. Chứ còn cái hàng made in China cũng được, miễn sao nó hàng nội địa Nhật Bản, tất cả các cái vỏ hộp bao bì nó có các cái chữ Nhật, và các bác làm sao là nói chung là mua được cái hàng từ bên Nhật nó gửi về là yên tâm nhất. Chứ còn cái made in China hay made in Japan hay made in Malaysia, made in Thái Lan ở đâu thì các bác không nên quan tâm. Đấy, cái quan điểm của em là như thế. Đây còn cạo râu này, em giới thiệu cho các bác qua một chút. Nó chính là nhà em thì cái thấp nhất thì nó phải là giá 1,5 triệu trở lên, cho tới những cái dòng cao cấp. Cao cấp của nó thì nó giống như mấy cái con này, nó có cái hộp sạc vệ sinh máy tự động. Đó, đây là cái chỗ đổ nước này. Tức là các bác dùng xong thì các bác bỏ máy vào đây, các bác ấn nút là tự động nó sẽ bơm nước lên, nó rửa sạch cái đầu dao cạo này của mình. Đó. Máy cạo râu thì nó sẽ có hai loại. Một loại là dòng 3 lưỡi, một loại là dòng 5 lưỡi. Và sang cái năm 2022 thì nó có ra thêm một cái dòng 6 lưỡi. Nhưng mà dòng 6 lưỡi thì nó chưa có hàng lướt. Đấy, nó chỉ bây giờ các bác mà đặt hàng mới tinh thì em sẽ lấy về được, nó khoảng tầm độ 14 đến 16 triệu tùy cái mã máy. Đó, còn hàng lướt thì bây giờ nó chỉ có những cái đời, ví dụ như con nào cao lắm thì đời 2020 thôi. Còn đa phần sàn sàn thì nó sẽ là đời từ 16 cho tới 18. Nó lướt thì nó ít nhất bên kia nó phải dùng khoảng tầm 1 2 năm thì người ta mới mới bỏ ra. Hàng thì là toàn hàng tuyển thôi. Ngày xưa thì em hay làm hàng bãi. Cái hàng tức là hàng người ta bỏ đi ấy. Tức là cái hàng người ta bỏ đi, người ta vứt ra ra bãi thì gọi đấy. Còn cái hàng này nó là cái hàng em phải mua đấu giá ở trên các cái trang bán hàng của người Nhật. Thì cái nước hàng nó đẹp hơn và chất lượng thì nó còn tốt hơn. Tuy nhiên thì những cái hàng ở ngoài bãi kia thì nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi, tại vì nó đời thấp lắm, nó không có những con đời cao. Những con đời cao thì người ta lại lên trên các cái trang mạng người ta đang bán hết rồi. Chứ còn những cái con ngày xưa mà em mua đóng cả một vali nó chuyển về, nó đi theo đường công, đóng container nó chuyển về lẫn các mặt hàng khác thì nó rẻ, tuy nhiên thì về cái tỷ lệ vất đi rất là nhiều. Còn những cái này em mua phải mua từng chiếc một, lấy đi theo máy bay, đi theo máy bay về các bác nhé. Đây em giới thiệu qua một vài cái cho các bác xem. Đây là cái dòng 3 lưỡi này. Đó.
1, 2, 3. 3 lưỡi. Đó. Đây là cái dòng 5 lưỡi thì các bác có thể nhìn thấy. Cái dòng 5 lưỡi mà đời cao một chút thì nó sẽ có thêm hai con lăn bằng đồng. Thì khi mình cạo thì nó sẽ bám. Tức là khi mình đun ấy, nó sẽ trơn hơn. Còn những cái dòng cũng 5 lưỡi nhưng mà đời thấp hơn một chút thì nó chỉ không có hai con lăn. Tuy nhiên thì dâu bác nào mà quá nhiều thì các bác hoặc là có điều kiện một chút thì các bác nên mua dòng 5 lưỡi. Tại vì cái độ cạo bén, tức là độ sắc của dao cạo nó cũng như nhau thôi. Chứ điều 5 lưỡi thì cạo nó sẽ nhanh hơn là 3 lưỡi. Đây này các bác này, con này là con 5 lưỡi. Đấy, nhưng không có hai con lăn. Đó, Panasonic. Con này để lâu quá hết pin mất rồi. Tất cả hàng em bán ra đều bảo hành 6 tháng các bác nhé. Nó trừ cái màng cạo này đem không bảo hành. Đó, cái màng cạo này không may mà các bác làm rơi hoặc các bác va quẹt vào đâu thì nó rách. Thì cái đấy không bảo hành vấn đề rách màng cạo được. Đấy, còn mà màng cạo này em cũng bán sẵn luôn các bác nhé. Những cái con mà 5 lưỡi như thế này, đó thì nó loanh quanh, nó dao động giá khoảng tầm 2 triệu cho tới 3 triệu rưỡi. Đấy là những con máy đẹp rồi. Còn những cái con máy mà nó có hộp sạc vệ sinh như thế này, đấy, thì nó phải từ 3 triệu trở lên. Có những con nó tùy theo cái năm sản xuất này, tùy theo cái độ đẹp của máy này, độ mới nữa. Đấy, có những con nó siêu lướt thì có khi nó cả 6-7 triệu. Tại vì những con đấy nó rất là đắt. Mới nó cả hàng 12-13 triệu. Còn xoàng xoàng không nó cũng 8-9 triệu một chiếc rồi. Máy này em bán ra cho các bác này. Đây thì đều có dầu tra máy, mỗi chỗ vệ sinh máy. Để gửi tặng cho các bác nhé. Cái này thì rất đơn giản luôn. Đấy, rất là nhiều. Đây nhà em rất là nhiều. Có những con thì có cả hộp, những con thì không còn hộp. Những bác nào mà để đi mua để mà làm quà tặng, quà biếu thì có thể các bác lấy những con còn hộp. Những con còn hộp nó sẽ đắt hơn một chút. Còn tuy nhiên thì mua về dùng các bác lại bắt đi hộp thì không nên lấy những con có hộp làm gì. Tất nhiên là mua những con có hộp nó sẽ phải đắt hơn một chút rồi. Còn cái độ đẹp thì chưa chắc những con mà trong hộp mà nó đẹp bằng những con ngoài hộp đâu. Cái đấy thì các bác không nên đặt nặng về cái vấn đề có hộp hay không nhé. Cứ điều là mình đi làm quà biếu, quà tặng thì nó có hộp thì nó đẹp hơn. Đây, chiếc này là chiếc CSV6Q đời 2017. Màu đỏ này. Các bác nhìn không? Quá đẹp. Đây, dòng 5 lưỡi. Rất là êm. Sạc thì cắm điện 220V được quá nhé. Riêng cục sạc của nó là cắm điện 100 được và 220V cũng được. Và sạc của nó thì 100% sẽ là made in China. Đây, các bác xem sạc. Made in China. Đó. Nhưng mà cái hàng Nhật nào mà các bác cứ nhìn cho em này. Cái made in ở đâu không quan trọng nhé. Miễn sao là nó phải có cái chữ GQI. GQI tức là cái tiêu chuẩn của Nhật. Đáp ứng đầy đủ được các cái tiêu chuẩn của Nhật. Đấy thôi. Chứ còn những cái mặt hàng, ví dụ như bây giờ người ta sản xuất ở Nhật nhưng mà nó lại bán riêng cho ông Việt Nam. Tức là ông Việt Nam đặt: tôi chỉ sản xuất cái máy cạo râu này 1 triệu thôi. Đấy, rõ ràng made in Japan đấy, nhưng mà đấy chưa chắc đã phải là hàng ngon. 1 triệu sao mà ngon được. Nhưng mà ông Nhật này, ông ấy để cái nhà máy này sản xuất một con máy cạo râu này ở bên Trung Quốc chẳng hạn. Người ta sản xuất con máy ra nó giá trị khoảng tầm 8-9 triệu. Tại vì cái so với cái đồng tiền ở bên Nhật 8-9 triệu thì nó là một con số rất là nhỏ thôi. So với mình thì đắt thôi. Đấy. Em thấy gần như bây giờ các cái mặt hàng, các cái mặt, tất cả gần như tới tất cả các cái mặt hàng to nhé, từ nồi cơm, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cho tới các cái mặt hàng khác, đa phần là made in China thôi. Có mỗi cái mặt hàng máy gạo dâu với Massamax này là em thấy không hiểu sao là bên Nhật người ta vẫn sản xuất. Đấy, đời 2021, 22 bây giờ là vẫn made in Japan. Các bạn nhé. Bazun thì nó là thương hiệu của Đức rồi. Đây, nhà em còn một chiếc Bazun duy nhất. Bazun sẽ là made in Gemji, sản xuất tại Đức luôn. Này, made in Gemji này. Chiếc này đời 2008 luôn. 2008. Nhưng mà những cái chiếc đây, đây em có một chiếc Bazun đời cao mà hỏng. Đấy, các bác đời cao. Con này đời 2017-18 thì đấy này. Nhưng mà so với cái chất lượng để mà cái dòng Bazun bây giờ em so sánh ấy. Để chỗ nào được nhỉ? Đây.
Đây bỏ xuống đây cho nó trống thì đó, đây một cây bazun này mới thì nhìn thì nó bóng bẩy hơn thật đấy, nhưng mà chất lượng so cái thằng này không thể so được. Các bác nào mà thích dùng bazun ấy thì các bác cứ nên mua cái dòng này. Đây các bác có thể nhìn cái mẫu này, các bác search là các bác xem này. Cái này là CG7 nhé. Còn con này là CG9 này. Con này 4 lưỡi hằn hoài đấy. Các bác thấy không? Chạy nó kêu không? Đó, kêu. Này, em. Đấy các bác nhá. Đây, ông này là 208 này, 14 năm. Các bác thấy dã man chưa? 14 năm. Máy vẫn đẹp, vẫn chạy tốt. Tất cả các cái phụ kiện của máy cạo râu thì đều mua sẵn, đều có hết các bác nhé. Nó chỉ có hơi đắt một chút thôi, tại vì cái máy này, bản thân cái máy nó đắt rồi. Đây này, một cái bộ phụ kiện như này là 1.6.000 này, một bộ lưỡi của cái thằng 5 lưỡi. Đó, một bộ màng và 2 lưỡi dao 1.6.000. Đấy, màng không này là 1.3.000. Đấy là giá em bán là em không lấy lãi một đồng nào luôn. Các bác lên Lazada các bác đặt sẽ là 1.9.000 cho tới 2.1.000 một cái bộ này. Đấy các bác nhé, các bác lên Lazada các bác đặt giá sẽ là như thế. Em bán các cái phụ kiện thì nói chung là bán để hỗ trợ khách hàng những đã mua hàng của nhà mình thôi. Chứ thật sự là nhiều bác không mua hàng của nhà em gọi hỏi mua, em không muốn bán đâu. Em không thật, em không muốn bán cái bộ lưỡi đâu. Tại vì bán có lãi đâu, bỏ 1.6.000 ra về bán 1.6.000 không có lãi. Mình bán chỉ gọi là những bác nào đã mua máy của nhà em rồi, dùng nó hỏng rồi thì em bán thôi. Đó, còn không thì các bác nào thích đặt lên Lazada các bác đặt có hết. Đây là máy Massamax. Rất là nhiều các bác nhé. Bác nào cần tư vấn hoặc mua máy cạo râu thì các bác cứ kết bạn qua Zalo, số của em là 0378594256. Gọi video trực tiếp xem hàng thật việc thật luôn. Riêng hàng máy cạo râu của em thì em ship code cho các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái. Đấy. Ok các bác nha.